Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vừa về vườn vụ án buôn người liên quan đến Nguyễn Thị Kim Ngân lại bị khui ra. Hầu hết trong suốt nhiệm kỳ làm chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân không để lại tai tiếng gì ngoài tai tiếng để cho bốn người tháp tùng chuyến công tác của bà trốn ở lại Hàn Quốc. Dù cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân có vô tình hay cố ý thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng phải chịu trách nhiệm với tai tiếng nhục nhã này. Hơn 20 ngày sau thời điểm bà Nguyễn Thị Kim Ngân được miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội, một số báo ở Việt Nam vào hôm 24 bất ngờ cập nhật thông tin 9 người đi cùng chuyên cơ của bà này trốn lại tại Hàn Quốc hồi tháng 12 năm 2018. Tờ báo Tuổi Trẻ cho hay dự kiến đầu tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cựu Chủ tịch Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đã hạ cánh an toàn hồi cuối tháng 3 mà không hề bị đả động đến vụ bê bối 9 người đi cùng trên chuyên cơ để trốn sang Nam Hàn. Người bị lôi ra tòa tất nhiên không phải là bà Nguyễn Thị Kim Ngân mà là một người khác, đó chính là bà Lê Thị Liễu, Giám đốc Công ty Cổ phần KVA. Bà này bị cáo buộc cầm đầu đường dây đã phù phép biến những người muốn đi lao động Nam Hàn thành doanh nhân để tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng cùng đoàn của bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Đây là hình ảnh bà Chủ tịch Quốc hội khi đó Nguyễn Thị Kim Ngân. Điều đang nói là bà Liễu làm gì để đưa người lọt được vào chuyến bay của bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì báo chí không dám đả động đến. Chuyên cơ chủ yếu là các nhân vật quan trọng và có sự kiểm tra an ninh hết sức nghiêm ngặt. Nếu không có cái gật đầu của bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì không ai có thể lọt vào chuyến bay đó. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân vốn là cựu quan chức thuộc tứ trụ, mà từ trước đến nay thì quan chức đã đứng vào hàng tứ trụ thì không bị kỷ luật hay truy tố. Đó là luật bất thành văn từ xưa đến nay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và việc khui lại vụ án cũ nhằm mục đích gì là những điều mà dư luận xã hội đang đặt ra. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người phụ nữ, tuy bà là tay chân của ông Nguyễn Tân Dũng, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá bà vô hại so với Hoàng Trung Hải. Chính vì vậy mà bà Ngân đừng ngồi đến hết nhiệm kỳ mới phải về vườn theo luật. Vì vậy mà hôm nay có người lại khui lại vụ án này, không biết vì lý do gì. Đó là câu hỏi mà nhiều người rất muốn biết. Nếu vụ án này khui ra thì ảnh hưởng thế nào đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ảnh hưởng ở mức độ nào? Và có thể bà Nguyễn Thị Kim Ngân không bị hỏi tội, không bị cho ra tòa, nhưng khui lại vụ án thì chắc chắn là bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ bị ảnh hưởng đến uy tín rất lớn. Và để vụ việc trốn lại chót lọt, bà Liễu được cho là đã hướng dẫn khách mặc trang phục lịch sự, học thuộc thông tin liên quan đến công ty mà họ đứng tên giám đốc, khi đến Nam Hàn lấy lý do gặp đối tác kinh doanh hoặc đi mua sắm để lấy lại hộ chiếu do ban tổ chức quản lý rồi trốn lại. Cơ quan điều tra quy chụp bà Liễu là thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích vụ lợi, thu lợi bất chính hơn 700 triệu đồng, tức là khoảng 30.447 đô la. Đây là vụ án với những tình tiết hy hữu từng được dư luận rất quan tâm. Nhiều trường hợp dù không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn có thể tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng đoàn của Chủ tịch Quốc hội đi thăm và làm việc tại Nam Hàn rồi trốn ở lại. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân được cho là người thuộc phe của ông Ba Dũng. Trong vụ này có 8 người bị truy tố với cáo buộc tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Vụ khởi tố này được một số người thạo tin cho rằng có kẻ muốn hạ uy tín bà Nguyễn Thị Kim Ngân hơn nữa. Có người thì lại cho rằng đây là phát súng lệnh nhắm vào một cuộc thuộc hạ của Nguyễn Tân Dũng. Người ta đang nhắm vào mắt xích yếu nhất của ông Dũng để tấn công. Và cũng có dư luận cho rằng cần phải truy tố luôn cả bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ai cũng biết Việt Nam là đất nước không thượng tôn pháp luật. Và một người ở vị trí như bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người mà pháp luật không thể đụng đến. Nếu luật pháp Việt Nam mà nghiêm minh như Hàn Quốc thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã bị truy tố vì tội buôn người rồi. Được biết đoàn sang Nam Hàn do bà Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu chỉ có 17 thành viên nhưng đã có 9 người trốn lại thì làm sao bà Ngân có thể vô can cho được. Cũng liên quan đến vụ này, vào hồi tháng 11 năm 2019, ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội được cho là đã can đảm nhất cũng chỉ dám đưa ý kiến một cách nhẹ nhàng tại Quốc hội rằng cần làm rõ vụ 9 người đi nhờ máy bay sang Nam Hàn có tham nhũng hay không. Tuy vậy công luận không thấy bà Ngân lên tiếng giải trình hoặc bình luận về vụ việc. Thời điểm đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội,
gây tranh cãi khi nói với báo chí trong nước rằng những người này chỉ đi nhờ chuyên cơ. Và danh tính 9 người này có đã được ông Phúc giữ kín. Thực ra vụ án bị ém đi rất kín. Tại Việt Nam không ai biết có sự buôn người trong chuyến bay của bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho đến khi đài MBC của Nam Hàn đưa tin 9 người trong đoàn Việt Nam sang Hàn Quốc bỏ trốn vào hồi cuối năm 2018. Vụ việc gây ồn ào sau khi đài MBC của Nam Hàn hôm 23 tháng 9 năm 2019 đưa tin rằng trong đoàn của Quốc hội Việt Nam sang thăm Hàn Quốc thì đã có rất nhiều người bỏ trốn ở lại. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in ở Seoul vào tháng 12 năm 2018. Khi bà Ngân rời chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội vào cuối tháng 3, một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng đó là dấu ấn mà bà để lại là vụ 9 người đi nhờ chuyên cơ rồi trốn lại Nam Hàn và giai thoại bà sở hữu bộ sưu tập tới 300 bộ áo dài được thiết kế riêng cho bà và mỗi bộ áo dài chỉ mặc một lần khi xuất hiện trước công chúng. Và giá trị kho áo dài này của bà thực sự rất lớn. Tội ém vụ buôn người đã cho thấy vụ án bị quyền lực chính trị thao túng. Điều đó càng củng cố sự liên quan của những người có quyền lực lớn nhất trên chuyên cơ hôm đó. Khi vụ án về phía Hàn Quốc khui ra, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng những từ ngữ rất nhẹ là đi nhờ để chỉ vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên chiếc chuyên cơ đó. Và những điều xấu xa bên trong của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bộc lộ qua vụ án này là gì? Sau 2 năm, khoảng thời gian khá lâu để điều tra một vụ án đơn giản, thì Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vào đầu tháng 5 sẽ tiến hành xét xử 8 người bị cho là chủ mưu trong vụ việc tổ chức cho 9 người Việt Nam đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang Nam Hàn vào tháng 12 năm 2018 rồi trốn ở lại. Truyền thông nhà nước Việt Nam cũng loan tin này vào hôm 24 tháng 4 đồng loạt. Theo cáo trạng được báo chí trong nước đăng tải, 8 người bị truy tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Các bị cáo bao gồm Lê Thị Liễu là giám đốc công ty cổ phần KVA, Trịnh Bang Dũng, Ngô Xuân Hiếu cùng chú tại Nghệ An, Trần Thị Tuyến, cựu cán bộ tạp chí Kinh tế và Dự báo Bộ Khoa học và Kế hoạch Đầu tư, Lê Thị Xuân, cựu đại diện công ty tư vấn du học quốc tế IEC, Nguyễn Thị Lương, chú tại Nghệ An. Theo cáo trạng, vào tháng 8 năm 2018, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 4 đến 7 tháng 12 năm 2018. Theo quy định của ban tổ chức, đối tượng tham gia đoàn là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư, thương mại. Tuy nhiên, sau khi kết thúc lịch trình công tác, 9 người trong đoàn đã trốn ở lại Hàn Quốc. Trong số này, cơ quan tố tụng đã xác định 6 người được bà Lê Thị Liễu và đồng phạm tổ chức trốn đi. Những người trốn theo chuyên cơ của đoàn đã được hướng dẫn ăn mặc lịch sự và học thuộc thông tin về công ty mà họ đứng tên làm giám đốc. Cũng cần phải điều tra bà Lê Thị Liễu liên quan gì đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân mà bà đã được ưu ái đến như vậy. Vụ 9 người theo đoàn của bà Nguyễn Thị Kim Ngân sang Hàn Quốc rồi bỏ trốn chỉ bị báo chí Hàn Quốc công bố khoảng tháng 10, tức là 10 tháng sau khi chuyến thăm kết thúc. Theo truyền thông Hàn Quốc, 2 người trong số sau đó đã bị trục xuất về nước, 6 người còn lại vẫn ở lại trái phép tại Hàn Quốc. Đây là hình ảnh đài MBC của Hàn Quốc đưa tin 9 người trong đoàn Việt Nam đã sang Nam Hàn và bỏ trốn vào hồi cuối năm 2018. Cáo trạng cũng xác định những người bỏ trốn thực chất là những người muốn tìm việc ở lại Hàn Quốc và họ đã phải trả 11.500 đô la một người cho chuyến đi này. Người ta dám bỏ ra số tiền tương đương với 2,5 tỷ đồng sang Hàn Quốc sống bất hợp pháp, nếu không đem uy tín của bà Ngân ra cam kết thì ai dại gì bỏ ra số tiền lớn đến như vậy để có thể đi chót lọt theo đoàn. Đảng Cộng sản Việt Nam thường dựng lên rất nhiều quy định cấm kỵ để bảo vệ quan chức của Đảng. Đằng sau những điều cấm kỵ ấy ắt hẳn còn có những hành động nào đó nhằm che giấu những tội lỗi mà họ đã làm. Và điều đó được thể hiện rất rõ qua vụ án 9 người trốn theo chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội sang Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 26 tháng 4 năm 2021 với bản tin Vừa về vườn, vụ án buôn người liên quan đến Nguyễn Thị Kim Ngân lại bị khui ra. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn
và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de